Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Tiếp tục loạt bài hướng dẫn AutoCAD Basic 2019. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 4, lệnh vẽ hình chữ nhật, gồm có 4 phần. Thứ nhất là hình chữ nhật bình thường. Thứ hai, hình chữ nhật có độ dày. Thứ ba, hình chữ nhật có vắt mép. Và cuối cùng là hình chữ nhật có bo tròn. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hình chữ nhật bình thường có kích thước theo chiều dài, chiều rộng và cao là 200 và 100. Các bạn gõ trên bàn phím RSC Enter. Các bạn click chuột vào và nhập vào 200/100. Ok, các bạn sẽ được cái hình như cái hình vẽ như trên màn hình. Bước thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hình chữ nhật có độ dày nét. Và độ dày nét ở đây là 10. Các bạn thao tác theo tôi nhé. RSC Enter. WCAD Enter. 10 Enter. Sau đó các bạn click chuột vào và nhập 200/100. Và sau đó các bạn đưa cái nét của hình chữ nhật này trở lại bình thường thì các bạn thao tác như thế này. RSC Enter. WCAD Enter. 0 Enter. Thì như thế cái hình chữ nhật sẽ trở lại cái nét của hình chữ nhật trở lại bình thường các bạn nhé. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hình chữ nhật có vắt mép và kích thước cụ thể ở đây là vắt theo trục XY lần lượt là 20. Các bạn làm theo tôi. RSC Enter, C Enter, vắt theo trục X 20, trục Y 20. Các bạn click chuột vào một điểm bất kỳ. Sau đó nhập 200/100. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hình chữ nhật có góc bo tròn và góc bo ở đây là R35. Các bạn thao tác theo tôi nha. RSC Enter, F Enter, 35 Enter. Các bạn click chuột vào một điểm bất kỳ, đưa lên và nhập vào 200/100. Thì như thế tôi đã hướng dẫn các bạn tất cả các tùy biến trong lệnh rectangle hay còn gọi là lệnh vẽ hình chữ nhật. Chúc các bạn thành công với clip này.